Không học mà vẫn bị yêu cầu đóng học phí, nghịch lý này là điều mà nhiều sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đang phải đối diện. Cụ thể là nhiều sinh viên đã bị yêu cầu phải đóng hơn 5 triệu đồng tiền học phí cho một môn học mà chính các em sinh viên cũng chẳng được học buổi nào. Nếu như không đồng thuận thì cũng đồng nghĩa với việc là không được thi tốt nghiệp để ra trường. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Việc mà chúng em phải đóng tiền mà không được học thì vốn dĩ nó đã là vô lý rồi. Nó rất là vô lý anh ạ. Thì với thời lượng 23 ngày chúng em không thể nào học hết 14 tín chỉ. Với tự học được, kể cả được học cũng không thể nào học hết được mà bây giờ là tự học. Tiếp tục xảy ra 24 trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum từ rạng sáng đến nay. Điều gì đã gây ra tới hơn 40 trận động đất tại khu vực này từ ngày hôm qua? Người dân sống ở miền Nam Liban hiện đang sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì chiến sự leo thang. Đêm qua và sáng nay mưa to diện rộng tiếp tục gây sạt lở ở quốc lộ 34 đoạn qua huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đoạn đường gần với vụ sạt lở đã từng làm 11 người thiệt mạng vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Tạm thời thì lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông vào ban đêm, còn dọc các tuyến đường từ xã Yên Định, Minh Ngọc đến xã Lạc Nông, nhiều vị trí sạt lở với hàng nghìn mét khối đất đá, nhiều đoạn mặt đường còn bị sụt lún nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cũng đang tìm kiếm một thanh niên bị rơi xuống sông Gâm, mất tích vào rạng sáng nay, đoạn gần thủy điện Bắc Mê. Tuy nhiên hiện nước sông to, dòng chảy xiết, công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Còn tại huyện vùng cao Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An, mưa liên tiếp nhiều ngày cũng đã khiến cho nước tại các con sông suối lên cao. Tại nhiều điểm cầu tràn, nước ngập sâu, gây ách tắc và chia cắt giao thông. Do nhiều tuyến đường là độc đạo nên là người dân vẫn phải chấp nhận lội suối băng qua, gây mất an toàn. Như là ở tuyến đường liên xã, nối quốc lộ 7A vào các xã Hữu Lập và Bảo Nam. Đây là tuyến đường duy nhất để ra trung tâm thị trấn Mường Xén của gần 2.000 hộ dân. Với những điểm cầu tràn không thể vượt qua, việc vận chuyển, thông thương nông sản, trâu bò, hàng hóa thiết yếu, vật liệu xây dựng đang gặp nhiều khó khăn. Với các địa phương ven sông Hậu thì lại đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông. Tỉnh Trà Vinh đã phải vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở các đoạn trên tuyến đường ven sông Hậu thuộc hai xã của huyện Cầu Kè. Hiện toàn tuyến có 15 điểm sạt lở, có điểm sạt lở nghiêm trọng ăn sâu từ 5 đến 10 mét, có đoạn không còn bãi, sạt lở lấn sát vào chân tuyến đường. Khoảng hơn 200 hộ dân, 2 trường học và hàng trăm hecta vườn cây ăn trái có thể sẽ bị ảnh hưởng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, khu vực ven sông Hậu có địa chất yếu, thường xuyên chịu tác động bởi chiều cường, dòng chảy mạnh. Mới cuối năm ngoái, công trình đường ven sông Hậu được đưa vào sử dụng, vừa phục vụ giao thông, vừa có vai trò như là đê điều. Tuy nhiên, những đợt chiều cường gần đây đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn công trình. Tại Trung Quốc, thì gần 4.000 người dân ở tỉnh Hồ Nam đã phải sơ tán sau sự cố vỡ đê sông xảy ra vào tối ngày hôm qua. Hơn 1.200 người bao gồm cảnh sát, dân quân, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đã được huy động tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ. Các khu trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại 4 trường học địa phương để phục vụ cho việc di dời dân cư. Tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu những trận mưa lớn, trong đó một số khu vực của tỉnh có mưa rất lớn từ tối 27 đến ngày 29 tháng 7 do ảnh hưởng của bão Gemi. Bão Gemi cũng gây mưa lũ nghiêm trọng tại các khu vực Tây Bắc Triều Tiên gần với biên giới của Trung Quốc. Khoảng 5.000 người đã bị cô lập. Quân đội Triều Tiên đã điều động 10 máy bay để tham gia công tác cứu hộ và đưa được hơn 4.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm chỉ trong thời gian là khoảng nửa ngày. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày hôm qua đã đi thị sát các khu vực đang bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ngày hôm nay đã ghi nhận 25 trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Điều này cũng có nghĩa là hôm nay là ngày mà có số trận động đất kỷ lục từ trước đến nay tại địa phương này. Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, các trận động đất trong ngày hôm nay thì có độ lớn 2,5 đến 3,7 với độ sâu khoảng 8,1 đến 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, tức là không gây ra rung lắc mạnh hay là ảnh hưởng đến người dân. Trước đó, trong ngày hôm qua thì đã ghi nhận được ở khu vực này là 21 trận động đất với độ lớn là 2.5 đến 5.0. Trong đó thì trận 5.0 được xem là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực này, đã gây ra rung lắc mạnh cho nhiều tỉnh thành ở miền Trung, Tây Nguyên.
Huyện Con Plông là khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Tính từ đầu năm đến nay tại đây đã ghi nhận 180 trận động đất, còn trong năm ngoái là hơn 300 trận. Xin được nhắc lại là 25 trận động đất xảy ra trong ngày hôm nay ở huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum. Còn nếu tính từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay là 46 trận. Vậy tại sao động đất lại liên tục xuất hiện tại Con Plông với những dư chấn tác động ngày càng rõ rệt? Phóng sự sau đây sẽ lý giải đến quý vị phần nào. Những rung lắc rất mạnh, đồ đạc trong nhà rơi đổ và thậm chí xuất hiện những vết nứt trên tường nhà. Đây là những gì đã xảy ra ngay trong trận động đất có độ lớn 5.0 ngày hôm qua tại huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất có độ lớn mạnh nhất từ trước đến nay tại đây. Và không chỉ Kon Tum, các tỉnh thành khác nằm cách xa tâm chấn hàng trăm km như là Gia Lai, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Người dân cũng cảm nhận rõ được rung lắc rất mạnh. Trước năm 2020 thì ở Kon Tum trong vòng bán kính 100 km thì chỉ có khoảng 33 trận động đất. Trong đó trận lớn nhất là 3.9 và một trận nữa là 3.0. Thế có thể thấy là khi mà có cái hoạt động của cái hồ chứa thì cái động đất nó đã tăng lên và chúng ta đã ghi nhận được một loạt cái trận động đất và có những trận là từ đến 4.7 và hôm qua là trận 5.0. Liên tiếp từ năm 2021 đến nay, động đất kích thích liên tục xuất hiện tại Con Plông. Mỗi năm đều ghi nhận được hàng trăm trận. Và đây cũng là giai đoạn mà các thủy điện bắt đầu được đi vào hoạt động trên địa bàn. Tính riêng trong năm ngoái là 312 trận động đất, còn tính từ đầu năm đến nay là 181 trận. Theo thang độ lớn Mohmen, các trận động đất từ mức 5 trở xuống sẽ ít gây ra rủi ro thiên tai. Thế nhưng điều này không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xảy ra các rủi ro do động đất. Cái việc mà động đất đây thì chúng tôi dự báo là vẫn khó có thể vượt qua cái mức là 5.5. Tuy nhiên thì những cái việc nghiên cứu chi tiết là vẫn cần thực hiện để đánh giá cái mức hoạt động động đất ở đây. Mức hoạt động từ 5 đến 6 thì là cái mức hoạt động động đất người ta gọi là mức hoạt động động đất trung bình, tức là xảy ra cái thiệt hại trung bình. Đối với những cái công trình mà kháng chấn yếu thì có thể bị sụp đổ và gây nguy hại. Hiện nay trên địa bàn huyện Con Plông có 11 trạm quan trắc có thể nhận diện các rung chấn có độ lớn từ 2.5. Từ đó, các số liệu ghi nhận được sẽ giúp cho các chuyên gia có thể nghiên cứu được mối liên hệ động đất ở khu vực, cũng như là địa chất kiến tạo, hoạt động tích nước, và qua đó cũng sẽ có những giải pháp phù hợp để phòng ngừa rủi ro thiên tai. Khi động đất xảy ra, các chấn động chỉ đếm bằng giây nên việc dự báo là rất khó. Ngay cả trên thế giới thì việc dự báo mà thời điểm chính xác xảy ra động đất cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu quan trắc phân vùng động đất vẫn thực hiện được. Ví dụ như là các trận động đất có độ lớn khoảng bao nhiêu và tần suất hoạt động cũng như là ảnh hưởng như thế nào sẽ là điều mà cũng rất quan trọng để xác định được nguy cơ rủi ro. Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cùng chị Việt Hà. Xin chào chị Hà, ngày hôm nay thì rõ ràng là buổi chiều Hà Nội mưa rất là to, không biết là tình trạng mưa như thế này còn kéo dài trong cả đêm và tối nay hay không ạ? Dạ vâng, khả năng mưa sẽ liên tục xảy ra trong tối và đêm nay, không chỉ ở Hà Nội mà còn nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc nữa. Thực tế là sau buổi sáng có mưa to ở vùng núi thì đến chiều mây ẩm đã phát triển mạnh và gây mưa ở khu vực đồng bằng cũng như là Thanh Hóa và Nghệ An. Có những điểm mưa to đến rất to, chỉ trong vòng 3 tiếng mà lượng mưa tại Hà Nội, Bắc Ninh và Thanh Hóa đã lên tới 68-96mm, cá biệt tại Hưng Yên thì còn lên tới 118mm. Cảnh báo mưa lớn vẫn sẽ còn tiếp diễn ở miền Bắc, trong đó thì khu vực đồng bằng sẽ có mưa to đến sáng ngày mai, có điểm mưa to trên 100mm. Còn với khu vực Trung Du hay là vùng núi Bắc Bộ thì mưa có thể kéo dài sang cả 2 ngày tới, với lượng mưa phổ biến tại đây là từ 40-120mm và có những điểm mưa vượt 250mm. Mưa lớn kéo dài, đất đá thì đã ngấm no nước, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất rất cao. Ngay trong đêm nay thì nguy cơ cao nhất đó là thuộc khu vực Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang hay là Bắc Giang, cũng như là cục bộ tại Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Cao Bằng. Ngoài mưa lớn thì cũng khiến cho một số lũ ở trên các sông nhỏ lên cao. Ngay ở ngoại thành Hà Nội thì lũ trên sông Bùi và sông Tích tối và đêm nay vẫn sẽ vượt mức báo động 3. Cảnh báo ngập lụt sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới và tập trung tại các huyện như là Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng sẽ tiếp tục có mưa dông từ chiều đến tối mai.
Mặc dù là ít điểm mưa to, thế nhưng quý vị vẫn cần lưu ý là trong cơn dông có thể đi kèm với lốc, sét và gió rất mạnh. Riêng với khu vực Tây Nguyên thì cần đề phòng với sạt lở đất cục bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay, sáng mai sẽ tiếp tục có mưa to, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C. Trưa chiều mai thì mưa sẽ giảm dần, nhiệt độ tăng lên 31 độ C. Thành phố Đà Nẵng tối và đêm nay trời tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất 28 độ C. Ngày mai thì trời nắng mạnh, trưa và chiều khá nóng, 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo tối và đêm nay trời ít mưa, khá mát, 26 độ C. Sáng và trưa mai thì trời nắng và nhiệt độ cao nhất 33 độ C, chiều tối có thể có mưa rào, dễ kèm theo dông. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì chúng tôi đã liên tục nhận được những phản ánh của các sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương về việc là sinh viên phải đóng tiền học phí cho 14 tín chỉ của một môn học mà lại không được học một ngày nào cả. Nghiêm trọng hơn là nếu không đồng thuận với quyết định thu tiền này của nhà trường thì sinh viên sẽ tạm thời không được thi tốt nghiệp để ra trường, cho dù là kỳ thi này đã trôi qua khá lâu rồi. Vì sao lại có sự việc này? Chúng tôi mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Vâng, em mời anh đây. Chị nghe đi, cháu nói là nhà trường đã tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 rồi. Vâng. Trong khi cháu đã đủ điều kiện tốt nghiệp mà lại không được thi. Thế vậy người này tại sao nhà trường lại không cho cháu thi? Cái lý do tại sao của em? Đây là những cuộc điện thoại của phụ huynh sinh viên mà thời gian gần đây, cô Oanh và nhiều giảng viên khác của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương liên tục nhận được. Đã quá lịch thi tốt nghiệp từ lâu, nhưng nhiều sinh viên của trường đại học này vẫn chưa được nhà trường cho thi dù đủ điều kiện. Lý do là vì các sinh viên này không đồng tình với quyết định thu tiền học phí mỗi em hơn 5 triệu đồng cho 14 tín chỉ của bộ môn chương trình biểu diễn nghệ thuật tốt nghiệp. Bởi sinh viên chưa từng được học một giờ nào của môn học này mà vẫn phải đóng tiền. Cái việc mà chúng em phải đóng tiền mà không được học thì vốn dĩ nó rất là vô lý rồi. Nó rất rất là vô lý anh ạ. Chúng em nhận được thông báo đăng ký là từ ngày mùng 6, mùng 7 tháng 6 mà đến mà cái lịch dự kiến tốt nghiệp của chúng em là ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 7, ba cái ngày đó. Thì với thời lượng 23 ngày chúng em không thể nào học hết 14 tín chỉ. Với tự học được, kể cả được học cũng không thể nào học hết được mà bây giờ là tự học. Theo quy định, tất cả những môn học của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đều phải xuất hiện trên trang web này để sinh viên đăng ký lịch học. Tuy nhiên, riêng môn chương trình biểu diễn nghệ thuật tốt nghiệp chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Và đến thời điểm hiện tại, trang thông tin lịch học cũng không thể truy cập được. Thế nhưng, các sinh viên đều phải chuyển khoản số tiền 5 triệu 096 nghìn đồng nếu muốn được thi tốt nghiệp. Những ai đã hoàn thành việc đóng tiền, ngay lập tức được chấm 9,1 điểm cho học phần này dù chưa được học và thi ngày nào. Việc này ngay cả các giảng viên trong trường cũng chỉ được biết đến khi sinh viên tâm sự. Thì lúc đấy tôi mới ngớ hết cả người ra. Thì tôi sững người thì tôi mới dừng lại, tôi bảo con nói thật không? Thế là bạn bảo con nói thật, con đóng 14 tín chỉ và bạn ấy đưa cho tôi luôn là cái chuyển khoản là 14 tín chỉ. Thì lúc đó tôi hoảng lắm. Tôi hoang mang ấy, thì tôi mới gọi cho một số giảng viên cũng dạy chuyên ngành như tôi là các anh chị ơi xem là tình hình có phải là như thế này không? Thì các thầy cô cũng đều không biết. Thì sau đó thì chúng tôi mới hỏi ra thì có cái vấn đề này. Theo các giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, ngay cả việc nếu cho sinh viên học đủ 14 tín chỉ cũng là không khả thi, bởi mỗi một năm chỉ học 2 tín chỉ chuyên ngành. 14 tín chỉ sẽ phải học mất 7 năm, trong khi chương trình đào tạo đại học chỉ có 4 năm. 14 tín chỉ này là hoàn toàn là tự học, thì tôi thấy được cái đấy là một cái điều tôi thấy khá là vô lý. Bởi vì như chúng tôi đều biết, tất cả giảng viên, tất cả mọi người đều biết là không có một tín chỉ nào là tín chỉ tự học hoàn toàn cả. Bởi vì bắt buộc nó là tối thiểu, nó quy định rồi mà, là tối thiểu phải có là 15 giờ gọi là các em được học đối với giảng viên. Đóng học phí thì sẽ phải là được học. Chứ còn nếu mà đóng mà không được học thì tôi thực sự tôi, nếu mà là con em của tôi hay là một cái người bình thường, tôi cũng thấy một cái gì đấy nó cũng không được hợp lý lắm. Trước sự việc này, các sinh viên của lớp K8 Thanh Nhạc đã gửi đơn lên ban giáo hiệu nhà trường cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị làm rõ khoản tiền học phí cho 14 tín chỉ chương trình biểu diễn nghệ thuật tốt nghiệp được sử dụng vào mục đích gì. Tuy nhiên, trưởng khoa piano Thanh Nhạc đã soạn sẵn một tờ đơn yêu cầu tất cả các sinh viên lớp K8 Thanh Nhạc phải ký với nội dung sinh viên tự nhận lỗi về mình và xin rút đơn kiến nghị đã gửi trước đó. Soạn sẵn của cô đấy và đưa cho chúng em và bắt chúng em ký, thì trong cái đơn đấy là toàn là đổ lỗi cho chúng em là thiếu hiểu biết, quy hết lỗi cho chúng em là được cấp các thứ, thì chúng em quyết định là chúng em sẽ không ký vào cái đơn mà bắt chúng em nhận lỗi đấy để rút đơn lên bộ đấy. Theo các giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, không chỉ có lớp K8 Thanh Nhạc mà các khóa sinh viên khác của khoa piano Thanh Nhạc đều phải đóng khoản tiền hơn 5 triệu đồng trước khi ra trường cho một môn học mà cả giảng viên lẫn sinh viên đều không được dạy và học một ngày nào.
Tính từ khóa 1 đến nay thì số tiền này là không hề nhỏ. Trong khi đó, các bạn sinh viên K8 Thanh Nhạc vẫn chưa biết đến khi nào mới được thi tốt nghiệp để ra trường. Chúng tôi sẽ liên hệ với lãnh đạo nhà trường để làm rõ những vấn đề mà sinh viên và giảng viên trong trường phản ánh. Tiếp tục với một thông tin khác. Thưa quý vị, theo ghi nhận tới chiều hôm nay ngày 29 tháng 7 thì hơn 2/3 tổng số lượng hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước đã đăng ký xong xét tuyển đại học 2024. Trong chương trình Việt Nam hôm nay vừa đưa tin về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của các thí sinh khu vực phía Nam. Vậy còn với các thí sinh lựa chọn các trường đại học ở khu vực phía Bắc thì sao? Thưa quý vị, nhiều gia đình hôm nay vẫn băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn nghề cho con em mình. Thế này thầy thấy em sắp xếp nó ở nguyện vọng thứ tư đúng không? Danh sách nguyện vọng đã có, nhưng làm thế nào để sắp xếp thứ tự nguyện vọng một cách tối ưu là thắc mắc của nhiều gia đình. Xấu nhất là bạn không học được, nhưng bạn là đỗ nguyện vọng này rồi nhưng bạn lại muốn học cái nguyện vọng ở phía dưới thấp hơn thì rất là dở. Em đã chốt được 18 nguyện vọng và những nguyện vọng đầu tiên thì em sẽ đặt về trường Bách Khoa, tiếp đấy là Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và cuối cùng là trường Giao thông Vận tải. Gia đình cũng đã định hình được cái định hướng cho cháu mình trong tương lai nó sẽ tốt hơn. Tối nay là cháu về cháu có thể chốt được cái nguyện vọng của mình. Càng về ngày cuối, sự lo lắng của một số học sinh càng tăng lên. Như bạn Lan Nhi, bản thân thích ngành ngôn ngữ Anh, nhưng bố mẹ lại mong muốn con theo ngành khác. Quá nhiều lựa chọn cũng khiến học sinh khó định hình cho mình con đường ngành nghề phù hợp. Em nghiêng về ngoại ngữ hơn, nhưng mà sau khi nghe thầy khuyên thì em thấy có lẽ mình sẽ nộp nguyện vọng vào Đại học Kinh tế Quốc dân ngành luật. Gia đình hôm nay về lại phải cân đong tiếp xem là như thế nào để chốt lại. Trong những năm gần đây các trường đại học đều rất là đa dạng các phương thức tuyển sinh và cái tỷ lệ dành cho mỗi một cái phương thức nó cũng dao động qua các năm. Chính vì vậy cho nên là điểm chuẩn mà xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, nó cũng rất là nhảy múa. Nó không biến động theo một quy luật nhất định khiến cho cái việc là dự đoán được là cái khoảng điểm trúng tuyển của năm nay là bao nhiêu nó không dễ dàng. Vì thế, đăng ký nguyện vọng thông minh thì ngoài sự yêu thích và phù hợp với khả năng bản thân, cũng cần bám sát vào xu thế thị trường lao động tương lai. Chúng tôi có phân bổ khoảng 40% chỉ tiêu cho các cái thí sinh sử dụng cái kết quả thi trung học phổ thông để xét tuyển đại học. Đây là một cái chỉ tiêu tương đối lớn do không xét tuyển sớm. Do vậy, tất cả các cái phương thức đều được công bố cùng một thời điểm và trước 17 giờ ngày 19 tháng 8 theo đúng cái quy định của Bộ. Bạn phân ra ví dụ nhóm các cái ngành về mơ ước và các cái trường mơ ước. Cái thứ hai là nhóm các cái ngành mà có cái điểm thi phù hợp, có khả năng đỗ của mình. Nhóm thứ ba là nhóm dễ đỗ. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ an toàn hơn trong xét tuyển. Hôm nay gần 703.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học, chiếm tỷ lệ gần 65,6% số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Việc thí sinh chờ đến những giây phút cuối cùng mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển dễ dẫn tới những cái trường hợp ví dụ như là nghẽn mạng, làm mất cơ hội để xét tuyển đại học của các em. Vì thế ngay từ bây giờ các thí sinh hãy đăng ký một cách cẩn trọng những thao tác cuối cùng lên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 7, sắp xếp theo các tỉnh thành nơi các em đã đăng ký nguyện vọng. Tin quốc tế, chính phủ các nước Mỹ, Na Uy, Ireland vừa kêu gọi công dân rời khỏi Liban trong bối cảnh lo ngại xung đột leo thang giữa phong trào Hezbollah tại Liban và Israel sau vụ tấn công vào cao nguyên Golan ngày 27 tháng 7 vừa qua. Đại sứ quán Mỹ tại Liban ra tuyên bố cho biết môi trường an ninh ở Liban vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Theo đó kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc việc đi đến Liban. Bộ Ngoại giao Na Uy kêu gọi công dân rời khỏi Liban vì các cuộc tấn công xảy ra trong 24 giờ qua có thể làm leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel. Bộ Ngoại giao Ireland cũng hối thúc công dân hạn chế mọi chuyến đi đến Liban và khuyến cáo công dân Ireland đang ở Liban rời khỏi nước này trong khi vẫn còn các tuyến vận tải thương mại. Nhiều hãng hàng không trên thế giới đã dừng bay đến và đi từ Liban do lo ngại căng thẳng leo thang. Cuộc tấn công ngày 27 tháng 7 đang thực sự làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn giữa Israel và Hezbollah. Người dân sinh sống ở miền Nam Liban hiện đang sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì họ sẽ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những hành động quân sự này. Sheba, một ngôi làng nằm trên sườn núi Hermon ở miền Nam Liban và là thành trì của lực lượng Hezbollah. Trong hai ngày qua, người dân nơi đây luôn sống trong sự lo lắng. Vẫn phải tiếp tục cuộc sống hàng ngày, những người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ thói quen chơi cờ, trò chơi có thể giúp họ tạm thời quên đi căng thẳng đang diễn ra.
Tình hình khiến mọi người sợ hãi. Mọi người đều sợ mọi thứ đang diễn ra, như pháo kích chẳng hạn. Còn một số gia đình có con nhỏ thì chọn giải pháp rời đi do lo ngại về an toàn. Một số người đã cân nhắc đến khả năng xảy ra một cuộc tấn công, nhất là những gia đình có con nhỏ. Họ quyết định rời đi. Đến nay, tình hình trong khu vực vẫn tiếp tục diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Nội các an ninh của Israel đã ủy quyền cho chính phủ đáp trả cuộc tấn công mà nước này cho rằng lực lượng Hezbollah thực hiện. Về phần mình, Hezbollah khẳng định không liên quan vụ tấn công. Các đám cháy rừng đang hoành hành ở khu vực miền Tây nước Mỹ và Canada khiến cho các nhà chức trách đã phải ban hành cảnh báo về chất lượng không khí. Đám cháy Park đã thiêu rụi 1.430 km2 đất ở bang California, khiến khói mù bao phủ đen bầu trời của khu vực, gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí của một vùng rộng lớn ở miền Tây Bắc nước Mỹ và miền Tây của Canada. Khoảng 3.400 lính cứu hỏa đã tham gia dập lửa với sự hỗ trợ của nhiều trực thăng và máy bay chữa cháy. Mặc dù công tác dập lửa đã đạt được tiến triển nhờ nhiệt độ mát hơn và độ ẩm cao hơn, nhưng đám cháy Park cũng đã thiêu rụi và làm hư hỏng hơn 70 công trình. Hộ chiếu Nhật Bản đã đánh mất vị trí là cuốn hộ chiếu quyền lực hàng đầu về tiêu chí miễn thị thực trong xếp hạng toàn cầu 2024 của Henley & Partners, công ty chuyên tư vấn về quyền công dân và cư trú có trụ sở ở London, Anh. Vị trí số 1 đã thuộc về cuốn hộ chiếu của Singapore. Do không còn được miễn thị thực vào hai nước là Togo và Gabon, hộ chiếu Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ hai, được ưu tiên về thủ tục nhập cảnh tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hộ chiếu Singapore vượt Nhật Bản giành vị trí số 1, được ưu tiên nhập cảnh tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuốn hộ chiếu có mức tăng thứ hạng nổi bật nhất là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tăng từ vị trí 65 của năm 2010 lên vị trí thứ 9 của năm nay. Còn hộ chiếu Việt Nam thì đứng thứ 88 với 51 điểm đến được miễn thị thực. Giới chuyên gia Australia đánh giá COVID-19 sẽ còn gây ảnh hưởng tới thể chất của người dân trong nhiều năm tới. Chẳng hạn như là trong năm ngoái thì Australia đã ghi nhận số ca tử vong vượt dự tính, không phải trực tiếp do COVID-19, đặc biệt rõ ràng ở những người trên 75 tuổi. Họ vốn là những người từng mắc COVID-19 hoặc là việc chăm sóc y tế bị gián đoạn do COVID-19, qua đó tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và chứng mất trí nhớ. Người phát ngôn của Viện Thống kê Bảo hiểm Australia cho biết là các đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện nay đã dẫn đến ít ca tử vong hơn so với đợt trước. Tuy nhiên, COVID-19 có khả năng gây ra các ca tử vong vượt dự tính trong nhiều năm tới, có thể là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong hoặc là yếu tố góp phần gây ra các nguyên nhân khác như là bệnh tim. Số liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia của Hàn Quốc mới công bố cho thấy là tỷ lệ có việc làm ở nữ giới và nam giới trong độ tuổi 20 ở quốc gia này đã có cách biệt, trong đó thì tỷ lệ ở nữ giới là cao hơn. Cụ thể, tính đến năm 2023, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 20 có việc làm là 63,4% so với tỷ lệ 58,4% của nam giới cùng độ tuổi. Lý do là các công việc liên quan đến các ngành dịch vụ tăng lên. Thống kê trên cho thấy là khoảng cách giữa nam và nữ giới có việc làm đang tiếp tục được thu hẹp sau nhiều năm tỷ lệ này nghiêng về phía nam giới. Theo các chuyên gia phân tích, trong thập niên 90 của thế kỷ trước, ở Hàn Quốc thường có định kiến rằng phụ nữ nên chăm sóc việc nhà hơn là làm việc bên ngoài. Tuy nhiên sau đó thì nhận thức xã hội đã dần thay đổi, phản ánh ở sự gia tăng đáng kể tỷ lệ học đại học và có việc làm ở nữ giới. Những năm gần đây, để giải quyết những thách thức về dân số già và nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ chăm sóc trẻ em trong giai đoạn phát triển dân số và đô thị hóa mới, Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã và đang nghiên cứu các khu phức hợp cộng đồng, tích hợp phục vụ cho cả người già và người trẻ. Tại tầng 4, khu phức hợp cộng đồng Jin Chang ở Thành Đô, Trung Quốc, tiếng cười tràn ngập không gian. Các em nhỏ mẫu giáo hát cho các cụ già nghe, sự ngây thơ của các em mang lại niềm vui vô bờ bến cho các cụ. Không chỉ vậy, các cụ còn tham gia các hoạt động thủ công cùng các em nhỏ và tặng quà cho các em. Năm nay tôi đã 84 tuổi rồi, tham gia các lớp học nhạc ở đây tôi rất vui và thích thú, khiến tôi quên đi tuổi già và bệnh tật. Ở tầng 3 của khu phức hợp có cả khu vui chơi được trang trí đầy đủ và khu vực đọc sách. Nơi đây chủ yếu chăm sóc trẻ em dưới 3 tuổi từ các khu phố lân cận.
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em thuận tiện và linh hoạt cho các gia đình địa phương và giảm bớt gánh nặng cho các gia đình trẻ. Cách tiếp cận sáng tạo này sẽ thúc đẩy việc chia sẻ tài nguyên và tích hợp không gian sống, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng trong thành phố. Mối quan tâm lớn nhất của người cao tuổi ở đây là bệnh tật và sự cô đơn. Khi tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí, chúng tôi cân nhắc việc mời trẻ em tham gia để người cao tuổi có cảm giác được bao bọc bởi gia đình và trải nghiệm bầu không khí như ở nhà. Thành Đô hiện có hơn 3 triệu người trên 60 tuổi, với tỷ lệ già hóa là hơn 22%. Đến cuối năm nay, thành phố dự định mở rộng ra ngoài các khu vực đô thị trung tâm với mục đích mang lại lợi ích cho nhiều người dân hơn. Một trong những điểm độc đáo ở Olympic Paris 2024 năm nay là một số môn sẽ diễn ra trên dòng sông Seine, dòng sông biểu tượng của Grand Paris. Tuy nhiên, đã có nhiều lo ngại về chất lượng nước của dòng sông này. Trung bình mỗi năm có 2 triệu mét khối nước thải chảy vào dòng sông Seine. Trong hơn một thập kỷ qua, chính quyền thành phố đã đầu tư 1,4 tỷ đô la để hứa lượng nước thải này vào những con sông khác quanh thủ đô Paris. Tuy nhiên, thế vẫn chưa thể đảm bảo để có thể tổ chức một môn thi đấu của Olympic trên sông Seine. Hôm qua, buổi bơi thử của các vận động viên 3 môn phù hợp đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn có vẻ rất lạc quan. Dữ liệu cho thấy rằng từ đầu tháng 7, nước sông Seine đạt mức sạch để có thể bơi trong 80% số ngày. Vấn đề là những cơn mưa mùa hè đã làm cho nước trở nên lạnh và mất vệ sinh hơn. Nhưng khi trời nắng trở lại thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sông Seine sẽ sạch ở mức có thể bơi được. Theo lịch thi đấu, ngay ngày mai, các cuộc thi 3 môn phù hợp sẽ diễn ra. Ngoài ra, nếu đáp ứng được về mặt vệ sinh, sông Seine cũng sẽ là nơi diễn ra các nội dung bơi marathon ở Thế vận hội